Chào mừng quý vị theo và các bạn kê, đến với tỷ chương lệ người trình mắc bệnh tuyến. u sơ chương tử cung do báo chiếm tử khoảng 30% ở phụ nữ độ tuổi 35 và khoảng 60% phụ nữ ở độ tuổi 50. Theo tiến sĩ, dược sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm, nếu chúng tôi cũng cảm ơn thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tinh nghệ nano Kumanotech của True Natural đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Tham gia với chương trình sẽ có hai vị chuyên gia vô cùng đặc biệt. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Hồng, nguyên phó trưởng khoa tiêu hóa bệnh viện Bạch Mai. Xin chào MC Việt Hồng, xin chào quý vị các bạn. Dạ, và chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Trần Thái Hà, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, chủ nhiệm bộ môn khí cương dưỡng sinh, xoa bóp bấm huyệt, nguyên trưởng khoa châm cứu dưỡng sinh, nguyên trưởng khoa lão bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Xin chào MC Việt Hồng, xin chào quý vị khán giả của từ công trình nghiên cứu thành công của tiến sĩ rất là cảm ơn hai khách mời đã dành thời gian đến chương trình Việt hôm nay đã nghiên và cứu cải tiến có thể hiểu hơn về sản xuất thành phẩm hôm nay thì bảo vệ mời quý vị sức khỏe tuyến uống chính hãng sau đây. Sản phẩm ngoài chứa thành phần chính là cao sinh nữ Clorida, còn được kết hợp nhiều chất dẫn thảo dược quý. Tất cả các nguyên liệu được nuôi trồng kỹ lưỡng với giống cây độc quyền, quy trình thu hái, sản xuất nghiêm ngặt. Với sản phẩm Clorida, ngày hôm nay được chính thức ra mắt, thì công ty True Nature Việt Nam chúng tôi đã kết hợp cùng với tiến sĩ dược sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm để triển khai các sản phẩm về cao Clorida và cải tiến các khoa học các bộ và các bệnh viện. Mang lại nghiên cứu sau đại học phẩm, cho 37 nghiên cứu sinh, chất lượng trong đó nhất, có cả sinh viên là người nước ngoài. Tốt nhất, hỗ là tác giả và đồng tác giả của tạp chí sách chuyên ngành khoa và tiêu hóa. Có 34 bài báo là các nghiên cứu khoa học bệnh lý về các tạp chí khoa, và đấy cũng là một cái niềm tự hào của chúng tôi khi mà đưa ra được những cái sản phẩm như Clorilin để hỗ trợ đối với người tiêu dùng mà cải thiện được cái bệnh lý của mình trong hiện tại cũng như trong tương lai. Tiên uống sinh nữ thẳng cùng hứa hẹn mang đến một hướng đi mới trong việc chăm sóc sức khỏe nội trung và sức khỏe nữ giới nói riêng, dựa trên nền tảng thành phần đông y thiên nhiên an toàn hiệu quả. Theo thống kê, tỷ lệ người mắc bệnh u sơ tử cung chiếm khoảng 30% ở phụ nữ độ tuổi 35 và khoảng 60% phụ nữ ở độ tuổi 50. Theo tiến sĩ dược sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm, nếu u sơ tử cung ở thể nhẹ được phát hiện sớm, người bệnh có thể sử dụng sản phẩm với nguồn gốc thảo dược chứa thành phần cây trinh nữ Clorida thuộc loài trinh nữ hoàng cung để hỗ trợ ức chế và thu nhỏ các khối u. Vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần dược mỹ phẩm thiên nhiên True Nature Việt Nam đã tổ chức lễ ra mắt sản phẩm viên uống sinh nữ hoàng cung. Sản phẩm được bào chế từ các alkaloid có hoạt tính sinh học của cây trinh nữ Clorida thuộc loại trinh nữ hoàng cung đã được bảo hộ giống cây trồng độc quyền. Từ công trình nghiên cứu thành công của tiến sĩ dược sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm, True Nature Việt Nam đã nghiên cứu cải tiến công thức sản xuất ra thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên uống trinh nữ hoàng cung. Sản phẩm ngoài chứa thành phần chính là cao trinh nữ Clorida, còn được kết hợp nhiều chất dẫn thảo dược quý. Tất cả các nguyên liệu được nuôi trồng kỹ lưỡng với giống cây độc quyền, quy trình thu hái, sản xuất nghiêm ngặt. Với sản phẩm Clorilin ngày hôm nay được chính thức ra mắt thì công ty True Nature Việt Nam chúng tôi cũng đã kết hợp cùng với tiến sĩ dược sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm để triển khai các cái sản phẩm chu kỳ của nó có thể liên quan theo nhịp bữa ăn, có thể cải tiến các công thức, có thể sau ăn, để có thể mang lại nhịp ngày cái đêm, sản phẩm hay là nhịp theo mùa, có chất lượng hay cao theo nhất, những cái stress, có tác dụng tốt nhất, hỗ trợ điều trị cái loại thức ăn gì đối đặc với các cái bệnh nhân mà có cơn đau. Ngoài ra thì còn có những triệu chứng như là nôn, và đấy cũng là một cái niềm tự hào của chúng tôi khi mà đưa ra được những cái sản phẩm như Clorilin để hỗ trợ đối với người tiêu dùng mà cải thiện được cái bệnh lý của mình trong hiện tại cũng như trong tương lai. Viên uống trinh nữ hoàng cung hứa hẹn mang đến một hướng đi mới trong việc chăm sóc sức khỏe nội trung và sức khỏe nữ giới nói riêng, dựa trên nền tảng thành phần đông y thiên nhiên an toàn hiệu quả. Theo thống kê, tỷ lệ người mắc bệnh u sơ tử cung chiếm khoảng 30% ở phụ nữ độ tuổi 35 và khoảng 60% phụ nữ ở độ tuổi 50. Theo tiến sĩ dược sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm, nếu u sơ tử cung ở thể nhẹ được phát hiện sớm, người bệnh có thể sử dụng sản phẩm với nguồn gốc thảo dược chứa thành phần cây trinh nữ Clorida thuộc loài sinh nữ hoàng cung. Là một doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm bảo vệ sức khỏe, True Natural luôn không ngừng nghiên cứu để đưa ra những sản phẩm tốt hỗ trợ sức khỏe cho người dân Việt một cách hiệu quả, luôn kế thừa và phát huy tinh hoa của đông y cổ truyền Việt Nam. Cùng sự kết hợp của công nghệ hiện đại, True Natural đã ra mắt sản phẩm viên tinh nghệ nano Kumanotech để hỗ trợ những người bị viêm loét dạ dày, tá tràng, trào ngược dạ dày, thực quản.
Từ bao đời nay, ngoài việc sử dụng trong những món ăn, thì nghệ còn được biết tới là một thảo dược giúp chữa đau dạ dày hiệu quả. Nghệ vàng là một cây họ gừng với tên dân gian là Khương Hoàng và tên khoa học là Curcuma longa. Trong nghệ có thành phần curcumin rất tốt cho người bị đau dạ dày. Tuy nhiên, thành phần curcumin trong nghệ tươi lại thấp. Vì vậy, True Natural đã phát triển và điều chế ra viên tinh nghệ Nano Curcuminotech. Các thành phần chính là Nano Curcumin từ công nghệ nano tạo ra những hạt chất với kích thước siêu nhỏ, giúp người sử dụng có thể hấp thu tối đa curcumin vào cơ thể. Ngoài ra, trong viên tinh nghệ Nano Curcuminotech còn có chứa chiết xuất cam thảo licorice, giúp hỗ trợ giảm tiết axit dịch vị, bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm nguy cơ viêm loét dạ dày, tá tràng, hỗ trợ giảm các triệu chứng đau thượng vị, ở chua, trào ngược dạ dày, thực quản. Sản phẩm có thể dùng trong giai đoạn điều trị với liều lượng trẻ em từ 6 đến 12 tuổi, một viên một lần, uống 2 lần một ngày. Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi, 2 đến 3 viên một lần, uống 2 đến 3 lần một ngày, hoặc sử dụng hàng ngày với liều duy trì trẻ em từ 6 đến 12 tuổi, một viên một lần một ngày. Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi, một viên một lần, uống 1 đến 2 lần một ngày. Dựa trên nền tảng thành phần đông y, thiên nhiên, an toàn, hiệu quả. Theo thống kê, tỷ lệ người mắc bệnh u xơ tử cung chiếm khoảng 30% ở phụ nữ độ tuổi 35 và khoảng 60% phụ nữ ở độ tuổi 50. Theo tiến sĩ, dược sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm, nếu u xơ tử cung ở thể nhẹ được phát hiện sớm, người bệnh có thể sử dụng sản phẩm với nguồn gốc thảo dược chứa thành phần cây trinh nữ Krila thuộc loài trinh nữ hoàng cung để hỗ trợ ức chế và thu nhỏ các khối u. Vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh,